Quý vị khán giả thân mến, một cuộc trò chuyện thường được xem như là một tổng hòa của những suy nghĩ dành cho quá khứ, những tình cảm dành cho hiện tại và những ước mơ dành cho tương lai. Ngày hôm nay cũng là một cuộc trò chuyện khác của Leo và người mà quý vị đang chờ đợi đó là ai? Xin mời quý vị theo dõi clip sau đây. Một trong những cô gái xuất hiện trên màn ảnh vô tuyến sớm nhất của showbiz. Một trong những cô gái vàng của thời kỳ hoàng kim các nhóm hát nữ làm mưa làm gió trong thị trường nhạc Việt. Một trong những hình tượng ca sĩ solo triển vọng nhất. Một gương mặt đẹp, một dáng hình đầy sức sống, một nghệ sĩ chịu khó tự bóc vỏ chính mình để hướng đến những phong cách khác nhau. Đến nay vẫn là một trong những ca sĩ lao động miệt mài nhất, hiệu quả nhất. Hãy cùng gặp gỡ tuần lễ này với ca sĩ Thu Thủy nha. Chúng ta cùng gặp gỡ nữ ca sĩ Thu Thủy. Chúng tôi vẫn có 3 phần quà dành cho 3 bạn khán giả trả lời được những câu hỏi của chương trình. Và đó là những phần quà đến từ Ice Plus, nước vị trái cây cực mát, cực tươi. Câu hỏi đầu tiên đó chính là, đố các bạn tại trường quay biết được là Thu Thủy đi hát từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, 3 tuổi. 3 tuổi. Chính xác không? Đây là một đáp án chính xác các bạn ạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai đó chính là, đố các bạn khán giả biết được nguồn gốc của cái tên Candy. Xin đoán là đó là dựa vào tên một bài hát mà một bạn fan của chị Thu Thủy đã tặng cho bà Thu Thủy à. Đó là bài Viên Kẹo Mới à. Cái này có phải là đáp án chính xác không em? Em không biết nói như thế nào nhưng mà gần đúng hay chưa đúng nữa. Gần đúng. Dạ. Thật ra thì như thế nào? Thật ra thì cái tên Candy xuất phát từ là những cái nickname của Thu Thủy. Như vậy thì bạn khán giả của chúng ta chỉ đoán được một phần của cái cạnh sự việc thôi. Nhưng mà bạn ấy có xứng đáng nhận được quà không hả Thu Thủy? Dạ được. Vẫn được quà, chúng ta vỗ tay cho bạn của mình. Câu hỏi số 3. Đây sẽ phải là người rất là yêu quý Thu Thủy và một chương trình trên Danh TV. Đó chính là, đâu các bạn biết ca khúc nào của Thu Thủy đứng nhất bảng xếp hạng Danh V-pop 20 trong vòng 3 tuần? Bài gì? Riêng Mình Tôi. Riêng Mình Tôi, và đó là một đáp án chính xác. Chúng ta đã có được những thông tin ban đầu của chương trình ngày hôm nay dành cho Thu Thủy cũng như các bạn khán giả. Và đương nhiên sẽ có quà dành tặng cho các bạn. Thu Thủy ơi, em sẽ hỗ trợ chương trình bằng cách tặng quà cho những người bạn của mình chứ. Xin mời em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho Thu Thủy trong bộ hồ sơ mật. Hãy tưởng tượng là bạn có một cái đĩa bánh quy nhân mứt rất là ngon. Và bạn nhón lấy một miếng, lấy một miếng, đó cái đĩa bánh, lấy một miếng đi em, đó. Đó, xong rồi bây giờ bạn hãy cho mọi người biết bạn sẽ ăn nó bằng cách nào. Cách thứ nhất, bỏ tọt cả cái bánh vào miệng để ăn. Bỏ lực đó. Bây giờ đau bụng quá. Cách thứ hai, cắn từng miếng một. Đó. Cách thứ ba, cắn nhanh nhở và ngay nhấu nghiến. Cách thứ tư nè, bẻ đôi và ăn nhân bánh trước tiên. Cách thứ năm, bẻ đôi, ăn hết nhân rồi bỏ bánh. Cách thứ sáu, bỏ nhân chỉ ăn bánh thôi. Em nghĩ là ăn từng miếng, em không có bỏ kiểu đó kìa. Không bỏ gì trơn phải không? Dạ. Ăn hết nhưng mà ăn từng ăn miếng. Ăn từ từ rồi tới cái nhân nó mới ngon. Chúng tôi đang sử dụng một cái phương pháp trắc nghiệm tâm lý thông qua câu hỏi này. Khi mà bạn đưa ra kết quả thì bạn cũng đã bộc lộ cho mọi người biết về tính cách của bạn thông qua việc ăn bánh quy. Vậy là bạn chọn đáp án thứ hai đúng không? Cách ăn thứ hai là cắn từng miếng một cách rất là từ từ. Chiếc bánh quy đã nói với chúng ta rằng hầu hết mọi người đều ăn bánh theo cách này. Cũng như họ, bạn không có óc tưởng tượng nổi bật nhưng lại thân thiện và rất thoải mái. Mọi người đều rất yêu quý bạn. Hãy cố duy trì những tình cảm tốt đẹp đó. Em thấy cái khía cạnh thân thiện thì quá đúng rồi đó. Như là anh thấy là... thì anh nói chuyện với em nãy giờ anh cũng hiểu mà. Nhưng mà có cái là tự khen nó kỳ quá. Có một cái là cái óc nổi bật thì em thấy là... hơi sai tí xíu. Và cùng với trắc nghiệm đầu tiên để biết về tính cách của người bạn mới trong Leo and You, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô ấy về chặng đường mà cô ấy đã đi qua trong sự nghiệp ca hát rất là thâm niên của mình. Đúng chưa? Chúng ta hãy cùng đến với cái thời nhỏ xíu của Thu Thủy, cái thời mà Leo rất là mê Thu Thủy á. Thì anh rất là muốn hỏi em là hồi nhỏ em có nghĩ lớn lên em làm ca sĩ không hay là em lớn lên làm nghề khác? Thì lúc nhỏ thì em rất là nghe lời, mẹ kêu em học cái gì em học cái đó. Ngoài học hát ra em còn học múa, học đàn, học vẽ, học rất là nhiều cái về môn nghệ thuật. Xong sau đó thì càng ngày em càng có năng khiếu thì mẹ cho em vào con đường chuyên nghiệp là thi vào nhà hát thành phố, nhà thiếu nhi thành phố. Rồi cũng đi diễn, rồi cũng có những cái cuộc thi của nhà thiếu nhi. Lúc đó thì em nghĩ là chỉ là vui thôi. Tại vì thật sự là nếu mà em được hát, được nhún nhảy thì em rất là vui. Ngay từ nhỏ mình không có biết là mình mê hát đâu.
Thí dụ như là đi diễn ở xa rồi cũng được mẹ dẫn đi theo, rồi còn được chơi với mấy bạn trong nhà thiếu nhi nữa, thì mình lúc đó mình thấy thích chơi hơn hơn là mình nghĩ là mình mê hát. Và ngoài ra em còn học múa nữa, có là học song song, vừa đi hát vừa học múa. Múa thì theo chuyên ngành hệ chính quy của trường múa cho nên là rất là vất vả. Thật sự ra là lúc đó cũng không biết là mình thích cái nào nữa, múa với hát. Còn lúc đó là chỉ biết là đi học cho hết, khi nào mà mình có cái bằng tốt nghiệp thôi, chị nghĩ như vậy. Nhưng mà đến lúc mà em học hết cấp 3 và là thành viên của nhóm Mây Trắng á, thì là lúc đó em mới biết là mình bắt đầu say mê hát. Từ năm thứ nhất, năm thứ hai, từ từ bắt đầu nó như là máu thịt của em. Và đến lúc mà em tách khỏi công ty Thế Giới Trí thì thôi, là cái đó là như là một phần không thể thiếu, không thể thiếu. Và khi mà bắt đầu mà Thu Thủy có ý thức rằng là mình rất là mê ca hát và xem nó giống như là máu thịt của mình, thì điều bạn mơ ước lớn nhất cho sự nghiệp ca hát của mình là gì? Dĩ nhiên là mình mơ mình thành công rồi anh. Quý vị thân mến, ở đoạn đầu chúng ta cũng đã bắt đầu câu chuyện với Thu Thủy ngày xưa để dẫn vào những trang tiếp theo của hồ sơ mật Thu Thủy. Quý vị đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ mở tiếp tập hồ sơ này trong giây lát. Vào thời HAT thì Thu Thủy cũng rất là được cưng chiều. Thế nhưng một lần nữa Thu Thủy lại ra đi, có phải vì Thu Thủy thấy Phạm Quỳnh Anh cũng trong nhóm nhưng mà được Quang Huy ưu tiên hơn không? Dĩ nhiên khi mà một cái mô hình nó khác hoàn toàn, ở đây thì nó khốc liệt lắm anh.